hai công nhân đã may mắn thoát chết trong một vụ va chạm xe máy của hai người này và một xe tải chạy cùng chiều. Vụ việc xảy ra khoảng 17 giờ ngày 5 tháng 6 tại ngã tư Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cú va chạm làm cho chiếc xe máy lọt dưới gầm xe tải bị kéo đi một đoạn. Nhiều người chứng kiến chưa hết bàng hoàng thì hai nam công nhân vừa chui ra từ gầm xe vừa kêu cứu. Người dân hỗ trợ kéo hai nạn nhân ra ngoài trong tình trạng hốt hoảng. Vụ tai nạn làm anh Thu Văn Dư, 45 tuổi, quê Cần Thơ, bị bánh xe tải cán qua bàn chân, cấp cứu ở bệnh viện. Người còn lại bị thương nhẹ. Do hiện trường vụ tai nạn nằm chắn giữa ngã tư đã làm cho giao thông qua lại khu vực trở nên lộn xộn.